Chào bạn, chúng tôi bạn có thể giới thiệu một tí về cái ý tưởng của bạn đang đến công ty ngày hôm nay không? Dạ, em thân thành công trong đến từ phòng từ ở Trung Quốc ở Bà Rịa. Thì cái ý tưởng cùng với em là cái game mà nó giúp cho chính phủ Hàn Quốc giải quyết người ta bảo lực thường. Thì cái ý tưởng này là bắt đầu từ cái đồng nội của em là cảm thấy tốt. Sau đó là từ đó em có thầy có chỉ cái phần nó hoạt động như thế nào. Vậy thì tham gia cái cuộc thi năm nay thì cảm nhận của em khi mà trải qua các cuộc thi thì cảm thấy như thế nào? Dạ thì cái lúc mà em nhận thông báo là em đã qua cái vòng thứ hai thì em rất là bất ngờ và ngạc nhiên với bọn hết, vì có cái vòng vừa rồi em đã mất những cái lỗi làm không đáng để mất. Thì cái lúc sau khi nhận thông báo em đã nói với thầy cô và bắt đầu tập luyện để khắc phục cái lỗi lầm mình đã mắc phải. Thì ở vòng cái vòng final này á, thì em rất là vui khi mà đại diện cho trường trở thành giúp cho trường trở nên nổi tiếng hơn, cũng như giúp cho tụi em có biết thêm những kiến thức về thương mại cũng như là về củng cố thế hệ của tụi em vậy. Như chúng ta đã biết là cuộc thi ITC là một trong những cuộc thi rất là nổi tiếng do JA Việt Nam cũng như là FedEx tổ chức. Thì trong cuộc thi này thì sẽ giúp cho các em các đằng trường có những cuộc cạnh tranh, đặc biệt là những bài thuyết trình về tiếng Anh. Thì suốt thời gian đồng hành của các em thì tôi thấy là hai em Bảo Trân và Minh Tuấn đã tiến bộ rất là nhiều sau khi tham gia tại trường và cũng như là đồng hành cùng giáo viên. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, các em đã tự tìm kiếm thông tin cũng như là cải thiện rất nhiều kiến thức về kinh tế, chính trị và đặc biệt là kiến thức về thương mại và dịch vụ, và các em đã một bước thành công cho cái cuộc sống sau này, và cuộc sống của các em sẽ chắc chắn sẽ tốt hơn và đủ kiến thức cũng như kỹ năng để hội nhập cho tương lai sau này. Thì qua cuộc thi này thì em là biết thêm được rất là nhiều từ thương mại những thứ kia tiếng Anh của em. Dù thua nhưng mà em tụi em vẫn là thắng, chỉ là thua ở thứ ba 0.5 điểm thôi á. Cho nên là năm sau sẽ cố gắng hơn nữa để đạt được giải thứ ba được.